Hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2002, nhóm cựu học sinh của trường trung học Long Thành khóa 1975-1978 họp mặt tại Hoa Đại Nhất Long Thành. Họp mặt là không phải không nhớ. Cũng họp mặt rất là đông vui. Có các thầy cô, gồm có thầy Tú, cô Trinh, thầy Sinh, thầy Đợi, thầy Kiệt, cô Đoàn Lê Dung là về tham dự, và hơn 80 là anh em bạn bè của khóa, tất cả đều là U70 hết rồi. Tất cả đều về dự trong đội hình body rất đẹp, nụ cười rất tươi vui và tấm lòng rất là háo hức. Chương trình diễn ra đầm ấm, sinh động sau lời mở đầu của trưởng nhóm Trương Văn Phương là nghi thức tri ân các thầy cô giáo, và sau đó là trao đổi nhập tiền chương trình văn nghệ ẩm thực như mọi lần, ngon và vui toàn thân. Xin chúc mừng tất cả các thầy cô giáo, các anh chị em trong khóa về tham dự họp mặt hôm nay. Chúng ta rất vinh dự được đón tiếp thầy Phạm Ngọc Sinh, giáo viên dạy lý của chúng ta. Xin mời các bạn cùng vỗ tay. Anh xin được giới thiệu cô Đoàn Lê Dung, giáo viên dạy sử của chúng ta. Có một thầy Từ Ngọc Long, hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông Long Thành. Để học bạn ở tại Long Thành thì lời đầu tiên là xin thay mặt cho ban tổ chức chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý vị khách quý cùng tất cả các bạn đã dành một cái quỹ thời gian quý báu của mình để đến đây nhằm là chia sẻ động viên cựu học sinh trường học Long Thành khóa 75-78 tổ chức họp mặt thường niên trong năm 2022 này.
Sâu sắc nhất thầy và toàn bộ quý thầy cô. Nhờ có quý em mà thầy cô mới được đứng trên bục giảng. Nếu không có quý em ở dưới ngồi dưới lớp thì chắc chắn thầy không có chỗ để đứng trên bục giảng như bây giờ. Đó là một cái sự thầy biết ơn vô cùng. Có các em thầy mới triển khai được cái kiến thức vật lý mà thầy đã tiếp thu từ các cao nhân ở trường đại học để truyền lại cho các em. Nhờ có các em ngồi ở dưới